thấy nó rời tổ luôn. Nó bay, nó bay, nó bay. Thì mẹ tới dắt đi luôn. Ok không? Chào tất cả mọi người đến với kênh Nắng Tây. Thì cũng lâu rồi thôi, mình chưa có thăm lại 7 tổ chim trên cây Bổng Trang. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi thăm lại. Thì xem thử trên cây Bổng Trang đến hiện tại bây giờ là có bao nhiêu tổ chim rồi nha mọi người. Đó, thì cái video đó là 7 tổ chim trên cây Bổng Trang đó, mình quay là năm trước rồi thôi. Năm rồi mình đi làm ở Nha Trang đây thì mình có mặc đồ công nhân này. Đó, bây giờ mình về lại đây ha. Bây giờ mình thăm lại. Thì cái cây Bổng Trang đó, không phải cây Bổng Trang sâu mình đây đâu nha. Đó là cây Bổng Trang đây nè mọi người. Nên mình quay mọi người xem nha. Đây. Thì lúc mà mình đi đi Nha Trang thì mình về đây thì B mình có nói là cái cây Bổng Trang này nè là có người vô hỏi mua nha mọi người. Đó là cái cây này mình trồng rất là lâu rồi, từ lúc mà nhà mình nhà đất á, mình còn nhà đất mà miết tới bây giờ là mình xây lên nhà gạch rồi ha, thì cũng lâu rồi ta vô ta hỏi mua đó. Thì trồng đây là rất là lâu thôi, gốc nó to nên người ta mấy người trồng cây cảnh đó, người ta rất là thích nên B mình có tỉa và dọn sạch sẽ mọi người. Nên bây giờ cũng không còn có 7 tổ chim cũng không còn nữa thôi. Tất cả đều đây dọn dọn sạch hết mọi người. Đó. Thì nó mới một lại thôi. Thì trong cây trên cái cây này chỉ còn lại một tổ nó mới làm đây nha mọi người. Nhưng mà tính tới thời điểm bây giờ là cũng lâu rồi. Đấy. Chim mẹ trên đây nó kêu nè. Đó là cái tổ chim này là nó mới bắt đầu làm lại. Thì mình sẽ ghép cái trong tổ chim này mình sẽ ghép những cái đồ mà từ cái lúc mà nó mới vô ấp nở trứng ha, biết cái tới bây giờ luôn. Nhưng mà người cho mọi người xem là từ lúc có trứng rồi mới nở rồi mới mọc lên tơ tơ rồi đến bây giờ hiện tại là đủ lông rồi nè mọi người. Thì từ đây tới chiều nay hoặc là ngày mai gì đó, sáng mai là nó sẽ bay nha, nó đã đủ lông rồi. Mọi người cùng xem nè, đã đủ lông rồi ha. Ok. Thì bè mình tính bán nên bè mình dọn sạch sẽ ha. Trong cái cây này không còn tổ chim nữa. Đây nha mọi người, mình phải đi từ từ để mình quay được nó cho mọi người xem ha, cái quay được con chim nè. Chứ nếu không là con chim nó sẽ bay mọi người. Nó khôn lắm nha, nó thấy mình cái là nó bay liền đó. Đây là chỗ mà tay mình chỉ nè mọi người, nó là cái tổ nó đang ấp này nha. Mình phải dơm lại cho mọi người xem. Nó còn không là nó xe qué thì mình tới gần là nó bay à. Mình phải dơm lại. Mọi người thấy rõ con chim không? Đó. Bây giờ mình tới gần cho mọi người xem nha. Ờ nó bay ra rồi. Đó. Thì nó mình tới gần là nó nhát lắm mọi người. Đây là trứng của nó đây mọi người. Này, bây giờ nó mới bắt đầu giai đoạn đầu tiên ha. Làm ổ về để trứng. Thì đây để mình quay rõ trong cho mọi người coi cái trứng đó nè. Được bê quả trứng ha. Màu đỏ hồng rất là đẹp. Trứng chim hoành hoạch nha, hoành hoạch chéo chéo á. Thì đây là giai đoạn chim đẻ và ấp trứng thôi. Thì bây giờ mình sẽ quay tiếp tục đến giai đoạn tiếp theo nha mọi người, giai đoạn nó nở ra chim con nha. Mình quay xuyên suốt luôn. Đây nha mọi người, mình quay cái cung cây Bổng Trang trước nhà mình nè. Ha. Đây. Cũng cái tổ hôm bữa nè, mọi người nhìn đây. Mình quay từ cái bữa mà nó chưa cái gì ở đây nó nở con nha. Đó. Từ cái bữa mà bê trứng mà bữa nay nó nở được hai con nè, còn trứng chưa nở nè. Mới vừa nở luôn mọi người.
Chưa có lông, chưa có gì hết luôn nè. Mọi người nghe tiếng kêu không? Chim mẹ kêu á. Cái đó đó, mọi người thấy không? Nó trên cây á. Trên cái hương của mình đây ha. Mọi người thấy không? Mình dơm lại mọi người coi nè. Người thấy nào? Nè, 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 đó, đó, người thấy không? Nó chính là chim mẹ nha. Ok, thì để thêm vài bữa nữa rồi mình quay lại lần nữa cho mọi người coi nha. Ba con rồi nha mọi người. Này. Mọi thấy rõ không? Hôm qua là hai con, hôm nay là ba con rồi nha. Ok. Lớn rất là nhanh ha. Nếu mà bè mình không dọn là tới giờ nó cũng rất là nhiều ha. Bây giờ nó chỉ còn cái một tổ duy nhất là đây. Đại ba con chim này đã lớn ha. Thì bây giờ mình sẽ hả? Mình quay rõ, mình sẽ quay rõ cho mọi người coi thôi. Đó, chim bố mẹ ở đây nó kêu rất là dữ ha. Mọi người thấy không? Thì nói chung là mình chỉ muốn quay lại thăm lại tổ chim cho mọi người xem ha, bảy tổ chim trên đòn đây. Thì trong quá trình mình vừa đi làm nha mọi người, mình vừa theo dõi và chăm sóc cho nó ha. Mình vẫn cho nó ăn uống rồi mình vẫn chăm sóc, nhưng mà mình không quay video, bởi vì video đó mình làm khá là nhiều rồi nên mình cũng không quay nữa. Thì mình chỉ muốn thăm lại cho mọi người xem. Thì trong quá trình mình chăm sóc nó thì cũng có nhiều chuyện xảy ra hơn, thì mình cũng sẽ đăng lên cho mọi người coi đó. Ai mà muốn coi lại cái video bảy chú chim trên cây bông trang này thì mình cũng sẽ để clip ở phía dưới nha, để phía dưới bình luận cho mọi người xem, thấy không? Bông trang mình tỉa rồi chứ nếu không mà người ta ra giá 1,5 triệu thôi. Này, gốc của nó trong đây. Chùm rất là to luôn ha. Thì đây là dép mua mà bê mình chưa bán, mọi người nghĩ chim rồi vô làm tổ nữa thôi, để cho nó ở ha mọi người thấy. Cho nếu mà đỡ thực sự còn là bây giờ là rất nhiều, hồi do cắt tỉa đó mọi người. Cắt tỉa gọn hết nên nó giờ nó không được xum xê như trước nữa. Mà thôi mình kết thúc video tại đây nha. Có những khi nào mà ý mình quay ở đây mình sợ nhiều lúc cái nó cái con chim nó bay, mọi người mình quay cái cảnh bay không được á, nên mình giờ mình quay gì thôi. Còn khi nào nếu mà nó quay được thì mình vẫn ghép vô trong video này cho mọi người coi nha, cho mọi người xem rõ luôn. Còn nếu mà mình mắc làm mà nó bay mình không hay thì thôi nha mọi người. Rồi mình tạm biệt mọi người. Mọi người thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Mới làm vô mọi người thấy nó rời tổ không? Mình thấy nó bắt đầu đủ lông đủ cánh rồi, nó rời tổ. Nè. Tổ này rời hết rồi ha. Con này con chim mẹ nó dẫn bay đi chỗ nào hết rồi mọi người. Đây có tổ ong không?
thì mình nói là mình nếu mà nó rời tổ được mình chèn vô luôn nha. À, đó, cuối cùng nó cũng rời tổ rồi nha. Ba con rồi mà hai con bay chỗ nào mình không thấy, mình mới vừa làm vô mình thấy nó rời tổ luôn. À, nó bay. À, thì mẹ tới dắt đi luôn. Ok không? Còn à, hai con đó. Không biết là nó bay chỗ nào rồi. Thôi kệ nha mọi người. Mọi người thấy hay nhớ like kiếm hộ cơm mình nha. Chim con bắt đầu nó rời tổ rồi. Bay quanh hàng. Hả? Thôi kệ nó nha, để cho chị Mỹ dẫn đi ăn. Mình kết thúc video tại đây nha. Bé con nó bay đâu xung quanh đây thôi. Chị muốn Mỹ tự lo nha. Mình nó bay rồi mình không lo nữa.